Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sáng nay ngày 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Được, sinh năm 1986, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt bị cáo lãnh 22 năm tù. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Hồ Văn Được đến thành phố Hồ Chí Minh mua một bịch ma túy với số tiền 12 triệu đồng, sau đó được mang về cất giấu trong phòng để sử dụng và chia nhỏ ra bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2022, Được bị công an bắt quả tang khi đang bán ma túy tại nhà. Tang vật thu giữ gần 49 gram ma túy đá. Được thừa nhận trước đó đã bán 7 lần, 7 bịch ma túy cho các con nghiện, thu lời bất chính 3,2 triệu đồng. Ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Hồ Văn Được còn thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 10 lần cho 3 con nghiện khác trong phòng ở tại nhà riêng của Được ở xã Đông Hưng, huyện An Minh.